Hello, xin chào tất cả quý vị. Trước tiên thì cho mình cảm ơn tất cả các quý vị đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Thì hôm nay nhân tiện được mình được người bạn mình được bạn tặng cho cái phần mềm ghi quay phim màn hình, mình cũng muốn test thử. Và hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái thủ thuật nhỏ nhỏ là mình xem cái độ chai của pin của mình nó như thế nào, nó còn khoảng bao nhiêu phần trăm. Thì cũng nói thêm là hôm nay cũng bị ốm mà ông hàng xóm mà ông tra tấn bằng mấy bài hát khủng khiếp quá là không ngủ được, dậy quay phim up video lên cho các bạn xem. Vậy thì mình không nói dông dài nữa. Vậy thì mình kiểm tra cái pin laptop của mình nó bị còn khoảng được bao nhiêu. Thì mình làm như thế nào để mình bật cái để mình bật cái bàn phím ảo lên mình mô phỏng. Đây, có hai cách, nói chung là có một cách thôi, mình giới thiệu các bạn một cách thôi nhé. Còn các bạn dùng phần mềm hoặc là nó có nhiều cách lắm. Các bạn bấm cái nút Windows này, đấy, các bạn thấy không? Và các bạn bấm nút R thì đã hiện cái cửa sổ lên, thì các bạn gõ CMD vào đây, CMD hoặc Enter, rồi chạy, nó sẽ chạy lên cái dòng đen đen đây này các bạn. Các bạn gõ vào cái chương trình CMD này giùm mình cái lệnh này này, power CFG gạch cách ra sheet battery report. Rồi enter, các bạn gõ cho đúng lệnh nhé. Rồi nó thông báo là gì? Cái sức sống của cái pin đã được lưu vào báo cáo ở nơi cái file này, đường dẫn này, C là user mica này. Các bạn muốn xem thì các bạn vào đây nhấp thẳng vào cái mic C này, user này mica này, rất là mất công. Thì cái file đây, cái file đó là báo cáo này, battery report này. Các bạn xem, mở nó lên, rồi các bạn kéo nó xuống dưới, gần dưới cùng đấy, các bạn kéo cái thanh trượt này, kéo nó xuống. Thì các bạn nhìn ở bên cái kéo lên một tí thì nó có một battery này. Đây, thì các bạn thấy không, design này tức là theo thiết kế thì nó là 4000, cái pin của laptop mình là 47.520 MW, đúng không? Nhưng mà cái của mình lúc nào mình cũng sạc đầy, nhưng mà bây giờ nó chỉ còn chừng này thôi, còn khoảng một nửa thôi, đúng không các bạn? Đấy, vậy thì cái pin laptop của mình nó ẻ lắm, nó bây giờ vậy thì cái thời gian còn bao nhiêu? Các bạn muốn biết thời gian trong cái hệ điều hành này nó chạy thì còn bao nhiêu tiếng đồng hồ, các bạn kéo xuống dưới cùng đây này. Hiện tại này, thì đối với cái hệ điều hành cài đặt hiện tại này thì máy của mình nó chỉ trụ được, cái pin mình trụ được 55 phút, trong khi đó mà cái design này tức là cái theo nhà sản xuất người ta mới bán thì nó phải được 2 tiếng. Vậy thì nó sẽ đi mất đi hơn một nửa mất rồi. Vậy thì các bạn làm cái này nó rườm rà, mất công tìm file battery report này nó rườm rà nên mệt mỏi, nên mình làm sẵn cho các bạn đây. Đây, mình tạo sẵn một cái file này có nội dung như thế này, các bạn không có lo đâu, không có sợ gì đâu, cứ tải nó về rồi các bạn dùng thôi. Đây, cái lệnh này thì các bạn mình chạy thử cho các bạn xem nha. Đây này,
nó tự nó mở luôn cái file đó nha các bạn. Rồi nó tự nó mở cái file này các bạn, khỏi mất công tìm tìm nó nằm ở đâu mệt. Nhưng đem về đào về chạy luôn. Đây này các bạn. Vì thường khi cái lệnh này nó sẽ tạo ra cái file battery report này, nên mình thêm một cái lệnh để đây nè, các bạn nhấn thêm một phím bất kỳ để xóa cái file này đi. Mất công. Đấy. Đấy nó xóa rồi. Đấy. Vậy đó. Đây này, mình làm lại nha. Khi mình chạy cái lệnh, chạy cái chương trình này, nó sẽ tạo ra một cái file. Tạo ra một cái file ngay ở đây này, đó. Rồi, và nó mở luôn cái file đó lên luôn. Đấy, nó tạo cái file này battery report và nó mở luôn cái file battery report lên cho mình này. Đó là mình khỏi phải đi lục lọi mất công. Đấy, cũng như hồi nãy thôi. Vừa xem mình thực hiện, vừa nghe nhạc miễn phí từ hàng xóm. Đây này các bạn, bây giờ thường thì cái file này nó chả để làm gì, mình xem xong là mình vứt mà. Nên mình thiết kế thêm dòng lệnh là các bạn bấm thêm một phím bất kỳ đó là nó xóa luôn. Nếu như các bạn muốn xóa luôn cái file này cũng được, nhưng mà bạn nào thích thì thêm cho thôi. Cũng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hôm nay. Nói thật thì mình cũng hơi mệt, mà nói thật thì mình cũng chẳng biết làm cái YouTube theo cái chủ đề gì nữa các bạn. Làm mãi những cái video mình bỏ công bỏ sức ra nhiều lắm nhưng mà không được ủng hộ. Hiện tại thấy thì cũng chưa đi có đúng hướng lắm. Có bạn nào mà có ý kiến hay là giúp đỡ cho mình thì có thể là comment bên dưới để hỗ trợ mình với. Mình cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn chúng ta có những cái giây phút vui vẻ. Mình cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Nếu như các bạn ơi, các bạn xem thì đừng quên cho mình một cái đăng ký và một like nhé. Các bạn chả mất gì cả. Thôi, nói nhiều quá. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.